Hello, xin chào năm anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển giao diện Zalo màn hình sáng thành màn hình tối nha các bạn, để tiết kiệm pin cho máy và tránh làm cho máy bớt pin, bớt nóng máy nha các bạn. Đầu tiên các bạn vào Sheetlay của App Store cập nhật một cái Zalo phiên bản mới nhất các bạn, vì mình cập nhật rồi. Giờ mình hướng dẫn các bạn nha, các bạn bấm vào ba dấu gạch này nè. Nút thêm đây nè. Về giao diện chính của nó nha các bạn, rồi các bạn bấm ba dấu gạch nè. Rồi các bạn lướt xuống cái mục là ngôn ngữ và giao diện nha các bạn. Rồi nó có hai phần, sáng và tối, các bạn chọn màu tối nha các bạn. Còn mình chọn sáng nè, mình ra thì nó sáng lên nè. Còn mình về ngôn ngữ giao diện tối thì tối nè các bạn. Rồi mình thoát ra. Rồi các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Kênh mình sẽ đăng lên những video thủ thuật mới tiếp theo các bạn. Đi chào tạm biệt tất cả các bạn.